Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với Đấu trường Thú, nơi diễn ra những trận đấu xuyên thế kỷ được phát sóng trên kênh Hang Kỳ Thú. Chúng ta đều biết hổ là ông vương ngự trị rừng xanh, còn chăn Anaconda lại là bá chủ lá phổi xanh của thế giới, rừng rậm Amazon. Sẽ như thế nào nếu hai vị chúa tể này đối đầu với nhau? Ngay bây giờ, hãy cùng Hang Kỳ Thú làm trọng tài cho trận quyết đấu này nhé! Một, kích thước. Đầu tiên là anh bạn hổ của chúng ta, chúng có một sự dị hình giới tính đáng chú ý giữa đực và cái, với con cái luôn nhỏ hơn con đực. Sự khác biệt về kích thước giữa con đực và con cái lớn hơn tương ứng trong các phân loại hổ lớn, với con đực nặng hơn tới 1,7 lần so với con cái. Con đực cũng có miếng đệm trước rộng hơn con cái. Người ta đã đưa ra giả thuyết rằng kích thước cơ thể của các quần thể hổ khác nhau có thể tương quan với khí hậu, được giải thích bằng cách điều chỉnh nhiệt và quy tắc của Bergman, hoặc bằng cách phân phối và kích thước của các loại con mồi có sẵn. Trong tự nhiên, xét về kích thước thì hổ là loài thú ăn thịt trên cạn lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau gấu trắng và gấu nâu. Trên thế giới có rất nhiều giống hổ, tùy thuộc vào vị trí địa lý và môi trường khí hậu lại có kích thước khác nhau. Trung bình hổ được dài từ 2,6 đến 3,3 m, nặng từ 150 đến 360 kg. Hổ cái dài trung bình từ 2,3 đến 2,75 m, nặng trung bình từ 100 đến 160 kg. Loại hổ lớn nhất thế giới là giống hổ Siberia với chiều dài có thể đạt tới 3,5 m và cân nặng là 360 kg. Loại hổ nhỏ nhất thế giới là giống hổ Sumatra với chiều dài khoảng 2,6 m và cân nặng trung bình từ 75 đến 140 kg. Loại hổ nói chung đều có thân hình dài, thon để dễ dàng di chuyển và săn mồi. Sang đối thủ của hổ ở trận chiến này, chăn Anaconda xanh, còn được gọi là loài Anaconda phổ biến, là loại lớn nhất của chị này. Loài này đặc biệt nổi tiếng và thường xuyên được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh cho dù các loại Anaconda khác có vẻ ngoài bắt mắt hơn. Loại chăn này sống ở lưu vực sông Amazon và Orinoco. Chăn Anaconda được mệnh danh là chăn khổng lồ và đó không phải là hư danh. Chúng có thể dễ dàng vượt qua con số 7 mét dài, 100 kg cân nặng nếu sống đủ lâu, còn những cá thể nặng gần 500 kg, dài 10 đến 11 mét, gần bằng chiều dài của một chiếc xe bíp chạy ngoài đường. Đã từng có một số báo cáo lịch sử do các nhà thám hiểm Nam Mỹ mô tả rằng họ nhìn thấy những con chăn khổng lồ dài tới 50 mét. Thổ dân địa phương thì khẳng định họ từng nhìn thấy nhiều con chăn khổng lồ dài tới 15 mét. Một con số thật đáng kinh ngạc đúng không nào? Tuy nhiên cho tới nay, vẫn chưa có ai bắt được con chăn nào có kích thước tương tự. Giới nghiên cứu cho biết khi chăn khổng lồ lột xác, lớp da của nó thường giãn ra, tạo nên một kích thước ảo lớn hơn nhiều so với thực tế. Tin tức về những con chăn khổng lồ ngoại cỡ thường không thể xác nhận bởi sự không chính xác trong trí nhớ của nhân chứng, hoặc đơn giản là người ta đã đo đến lớp da mà chăn khổng lồ để lại. Bên cạnh đó, con người thường nhầm lẫn trong việc ước tính chiều dài, đặc biệt đối với những con chăn cỡ lớn. Con chăn càng lớn, tỷ lệ sai số càng cao. Ngoài ra, chăn khổng lồ thích sống trong các con sông nên rất khó để ước tính kích thước thực của nó nếu không nhìn thấy toàn bộ phần thân. Tất nhiên, không người bình thường nào muốn nhảy xuống sông để đo đếm kích thước thực của chăn khổng lồ bởi con vật này có thể dễ dàng giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Ở tiêu chí này, xét về cả kích thước và cân nặng, xem ra chăn Anaconda cũng nhỉnh hơn ông 30 của chúng ta một chút rồi. Và đương nhiên vòng này, chăn Anaconda giành chiến thắng, tỷ số được mở ra là 1-0. 2. Tốc độ. Thiên nhiên và điều kiện sống khắc nghiệt đã tôi luyện loại hổ trở thành những chiến binh có thể hạ gục bất cứ kẻ thù nào với một phát tát. Hổ có thể là loại động vật rất mạnh khi cận chiến, tuy nhiên để nói về việc đua tốc độ, dẻo dai, nó vẫn còn phải chịu thua nhiều loại động vật khác. Vận tốc của hổ có thể đạt tới 50 km/h trong một thời gian ngắn. Tự tin về những điểm mạnh của bản thân, do đó hổ thường thích hoạt động và săn mồi riêng lẻ. Thói quen đi săn của hổ thường là rình rập, chờ đợi thời cơ rồi sau đó lặng lẽ áp sát vào gần, giáng một đòn chí mạng để hạ gục nạn nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào những chuyến đi săn cũng kết thúc theo một kịch bản hoàn hảo như vậy. Khác với hổ chỉ sống trên cạn, chăn Anaconda sở hữu cả kỹ năng trườn và kỹ năng bơi lội đáng nể như một vận động viên chuyên nghiệp. Thân thể của Anaconda giúp nó bơi dưới nước dễ hơn là bò trên cạn. Chúng sống đơn độc và nhát nên người ta ít khi nhìn thấy chúng. Do kích thước khổng lồ nên việc di chuyển trên cạn của các cá thể chăn rất chậm chạp và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên khi xuống nước, chúng trở thành những hung thần thực sự. di chuyển đạt tốc độ cao và có xu hướng nổi phần miệng lên mặt nước để hô hấp, chúng sẽ nằm chờ dưới nước trong một khoảng thời gian dài. Khi con mồi đi ngang qua và dừng lại uống nước, chúng sẽ bất ngờ tấn công, cuộn tròn nạn nhân, thắt lại cho tới khi kẻ xấu số tắt thở. Một anh là nỗi kinh hoàng dưới nước, một anh là nỗi khiếp sợ trên cạn. Vòng đấu này có vẻ căng đây nên tôi xin phép chia đều điểm cho cả hai anh. Tỷ số được cộng đều 1 điểm, tỷ số nâng lên 2-1 sau vòng đấu về tốc độ. 3. Kỹ năng săn mồi. Hổ được xem là kẻ rình rập khét tiếng, một kỹ năng thêm bẩm giúp chúng sinh tồn trong thiên nhiên khắc nghiệt. Những chú mèo to xác này có thể hạ gục con mồi mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng loại. Ẩn mình trên những cánh đồng cỏ trên thảo nguyên, một con mèo to xác đang cúi mình như một cái lò xo đang nén lại, sẵn sàng bay lên để vô lấy bất kỳ con mồi xấu số nào đi ngang qua. Chỉ trong tích tắc, loại mèo sát thủ này nhảy vọt ra từ nơi ẩn náu, giáng một đòn chí mạng vào sau gáy của con mồi trước khi ăn thịt nó. Thông thường, việc săn mồi như thế này sẽ diễn ra mỗi tuần một lần và trung bình chúng có thể tiêu thụ hết 40 kg thức ăn chỉ trong một bữa ăn. Với chế độ ăn gần như hoàn toàn từ thịt và kỹ năng săn mồi tinh vi, hổ xứng đáng nằm trong vị trí đầu chuỗi thức ăn, nhưng chỉ là trên cạn mà thôi. Còn ở dưới nước, sâu trong vùng lưu vực sông Amazon, một kẻ săn mồi khét tiếng khác chính là chăn Anaconda. Nó không giết con mồi bằng nọc độc mà bằng cách siết chặt rồi nuốt chửng. Nó trườn xuống vũng nước nông, dò xét bằng cách dựa vào sự chuyển động của mặt nước để đoán biết vị trí của con mồi. Con quái vật này nhẹ nhàng di chuyển đến mục tiêu, rút xuống bên dưới để chờ thời cơ, rồi bất ngờ quăng mình lên đớp lấy nạn nhân xấu số. Đồng thời, Anaconda sẽ sử dụng toàn bộ cơ thể mềm dẻo của mình để cuốn chặt lấy con mồi, từ từ siết nhỏ lại cho đến khi nó chết vì ngạt thở, vỡ nội tạng hoặc chảy máu bên trong. Giống như các loại rắn khác, con chăn Anaconda có thể nới rộng cặp hàm để nuốt trọn con vật khác lớn hơn đầu nó vài lần. Một con chăn Anaconda lớn có thể nuốt trọn một con cá sấu và theo lời kể thì chúng thậm chí có thể giết và nuốt trọn một người nữa cơ. Bạn thấy đấy, ở vòng này lại một lần nữa chăn Anaconda chiếm ưu thế so với hổ, điểm cộng thuộc về chăn Anaconda, tỷ số nâng lên là 3-1. 4. Tuổi thọ. Hổ là loại độc cư, chỉ đến thời kỳ giao phối chúng mới đến sống cùng nhau. Thông thường những hổ đực có tính trăng hoa, còn các con hổ cái thì lại khá trung tình nhưng rất kén chọn trong việc lựa chọn bạn tình. Độ tuổi phát dục của loài hổ tương đối giống nhau, hổ cái khoảng 3 tuổi rưỡi, còn hổ đực thì muộn hơn. Thời kỳ động dục của hổ diễn ra từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Trong thời gian này, tiếng gầm của hổ rất vang, có thể đạt đến 2 km, xa hơn bình thường gấp nhiều lần để có thể quyến rũ bạn tình. Một con hổ 3 tuổi có thể giao phối và sinh sản. Hổ cái mang thai khoảng 102 đến 106 ngày. Mỗi lứa sinh khoảng 2 đến 4 con, hổ con mới sinh nặng từ 780 đến 1.600 g. Hổ thông thường chỉ sống khoảng từ 10 đến 15 năm trong môi trường hoang dã. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống đến 20 năm. Con hổ bị nuôi nhốt sống thọ nhất được ghi nhận là 26 năm. Không quá nhiều kẻ thù, một con chăn Anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên, còn trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. Dù trong môi trường nuôi nhốt, chăn Anaconda có tuổi thọ nhỉnh hơn so với hổ nhưng xét về tự nhiên, hổ vẫn giành được ưu thế khi nó có thể sống tới 15 năm thay vì 12 năm như chăn Anaconda. Do vậy, với tiêu chí tuổi thọ, hổ đã giành chiến thắng, tỷ số sau vòng 4 được nâng lên 3-2. Tổng kết lại, sau 4 vòng đấu, chăn Anaconda giành điểm ở tiêu chí kích thước và kỹ năng săn mồi, hổ giành thắng lợi ở tuổi thọ, hai đối thủ hòa nhau ở tiêu chí tốc độ. Cuối cùng, tỷ số chung cuộc là 3-2, nghiêng về sát thủ sông Amazon chăn Anaconda. Bạn nghĩ sao về kết quả của trận đấu này? Hãy comment ngay xuống phía dưới nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!